Xin chào tất cả gia đình YouTube. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Nay bắt đầu ở Việt Nam mà mình mới bắt đầu nó sang bắt đầu mùa thức như là mùa hè. Năm nay mùa hè nó đến hơi sớm. À đến hơi muộn. Nhưng mà mới trận nắng đầu tiên mà nóng quá. Giờ là 9 giờ gần 10 giờ rồi. 10 giờ mấy nhỉ? Bây giờ là 10 giờ kém rồi. 10 giờ kém 15 rồi. Tranh thủ trước khi đi ngủ vào YouTube để chia sẻ với các bạn. Lâu lắm rồi mà hôm nay mới làm lại YouTube, làm lại cái video từ hôm trước giờ làm cái video về chia sẻ về vỡ mộng giấc mơ tỷ phú làm YouTube. Nay mới vào lại. Nói thật là mấy hôm đi uống rượu chè nhiều quá, chẳng có thời gian làm cái video nào. Cứ ngày say rượu. Đấy, hôm nay thì tỉnh táo một tí thì làm với các bạn, chia sẻ với các bạn cái video. Tất cả những người làm YouTube, những người nào mà có ham muốn trở thành kiếm tiền trên YouTube, với cái chủ đề là kiếm tiền trên YouTube, có dễ hay khó, có trở thành tỷ phú được hay không. Cái chủ đề này thực ra cũng chẳng có gì là mới cả, thì thực sự mà nói thì tôi thấy nhiều nhà báo, phương tiện thông tin đại chúng đưa tin các thứ bảo làm YouTube kiếm được nhiều tiền lắm, nhưng mà tôi thấy nó vẫn còn mơ mộng hão huyền lắm. Thật sự là những trang mạng xã hội thì cũng người ta chia sẻ rất nhiều, YouTube, Facebook, Zalo, hay là trai cách nói chung là các hình thức kiếm tiền online hay làm việc tại nhà. Đấy, thì đều có cách kiếm tiền, nhưng thật sự để mang lại kiếm tiền từ việc có quảng cáo trong các video đăng lên ấy, thì lẽ tôi chưa đạt đến trình độ đấy, cho nên cảm giác như là có vẻ hơi mơ hồ đấy. Nếu các bạn nào mà có xem video này thì các bạn chú ý và hãy chiêm nghiệm lại xem có đúng thực tế như vậy không nhá. Có những cái video thì cũng nội dung cũng bình thường, cũng không có gì là hay sôi nổi cả, không có gì vẫn là ghê gớm đâu, nhưng mà được xem được view rất nhiều. Đấy, có người thì để sàn đầu tư video rất là tốt nhưng mà cũng tung tắc lắm, một hai đều chẳng lên được view. Tôi nghĩ là cũng chẳng ăn thua đâu, 100-200 view đến thậm chí 1000 view trong một video đăng lên thì cũng không đáng là bao nhiêu tiền, không bằng các bạn đi buôn đâu. Đấy. Thế thì vấn đề là làm như thế nào để được nhiều view, để được xem nhiều, cái này tôi cũng chưa tìm ra được, chưa giải thích được. Nhiều cái video rất là vớ vẩn mà cũng được nhiều view lắm. Đấy. Nhưng thôi không bàn vấn đề đấy nữa, vấn đề đấy thì các bạn nào các kênh lớn thì các bạn xem được mà cái video này của tôi thì có gì giải đáp giúp tôi dưới comment nhé. Tôi cho tôi làm cho nó nhiều view với, tôi chả thấy lên được kênh nào, chả thấy lên được view nào, trông nó cũng buồn cười. Cũng chẳng có động lực lắm, nhưng mà thôi làm cho nó vui. Với đúng ý nghĩa của việc đó là làm YouTube là để chia sẻ, đúng không? Quay trở về với bản chất của vấn đề đó là làm YouTube thì thực ra YouTube cũng là một mạng xã hội thôi. Nó cũng giống như Facebook, nó cũng giống như Zalo, nó giống như YouTube của Việt Nam vừa sản xuất, hay nó giống Instagram, hay là giống cái gì Twitter. Đó là mạng xã hội, mà đã là mạng xã hội thì thường là tiếng Anh nó dùng cái từ Facebook này, nó có cái gì đó nó gọi là một cái nơi rộng lớn của mọi người. Rồi hãy dùng từ xe để chia sẻ. Quay trở lại đúng nghĩa là YouTube nó cũng quay vấn đề là chỉ là một mạng để chia sẻ thôi. Tôi cũng có lẽ là nên
trở lại với đúng với cái vị trí của nó. Cái làm YouTube để mà gọi là một nghề để kiếm tiền thì thật sự là cũng chưa đạt được cái trình độ đấy. Có thể là nhiều người cũng đã đạt được rồi, chỉ trên nhiều kênh YouTube người ta bàn luận về vấn đề này, có người kiếm được 5 triệu, 10 triệu, có người kiếm được 1.000 đô, 2.000 đô, có người kiếm được cả tỷ bạc. Mình thì chưa bao giờ mình thấy thực tế có người như thế, ngoài kênh Tam Mao chia sẻ đấy, hàng triệu view mà được có 200-300 đô một tháng thì thực ra cũng chỉ bằng thu nhập trung bình của một người đi lao động thôi, nó thực tế hơn. Nhưng mà làm như kênh Tam Mao thì có vẻ là cũng không phải ai cũng để đạt được những trình độ như thế. Còn những khi quay ngược lại vấn đề nhiều kênh cũng 100, 200, 300 ngàn người đăng ký lượt view, 100, 200, 300 ngàn lượt view, lượt xem thì thật sự số tiền so đáng bao nhiêu so với cả triệu view, đúng không? Thì đấy là vấn đề, đúng không? Mình cũng chia sẻ. Mà tôi thấy thật sự là những cái kênh nào mà lớn nhưng mà họ chia sẻ rất tật, như kiểu kênh Sang TV đấy, kênh Bà Tân với lớp, họ làm video rất thật thà đấy, họ làm vì đam mê thì lại thật sự rất là nhiều người xem đấy. Có thể là mục tiêu như một trong một cái video trước đây tôi đã chia sẻ đó, là mục tiêu kiếm tiền thì ai cũng đặt ra, nhưng mà tuy nhiên làm vì đam mê, làm vì sự thích, làm về để chia sẻ, làm về để lưu giữ lại những kỷ niệm của mình, thì có lẽ là mục tiêu đấy mà khi mà được đặt lên đầu ấy thì có khi hiệu quả thành công lại cao hơn đấy. Các bạn cũng để ý xem, tôi thấy cái kênh Sang TV, Sang Vlog, có một cậu bé nghèo chia sẻ rất thật thà, làm những món ăn cũng kể về cuộc sống của mình, vậy mà lượng view rất nhiều đấy, rất nhiều người xem, rất nhiều người xem ra một video 1-2 ngày là lên đến triệu view rồi đấy. Số tiền thì em cũng chia sẻ, nhưng thực sự cũng không nhiều lắm đâu, tôi thấy cũng không nhiều, có khi cũng chỉ dưới 10 triệu đấy, là cho thấy rằng là đâu có phải ai cũng có thể đạt được đến lượng view nó 1 triệu view như vậy, không phải đơn giản, đúng không? Vấn đề cũng vẫn cuối cùng là đó là sự đam mê, thích thú thì mình thích mình làm đấy. Thì nếu mà bạn nào làm YouTube thì cũng có lẽ cũng nên suy nghĩ suy sắn trong vấn đề này đấy. Còn chia sẻ về kiếm tiền thì tôi hay đi lần mò trên các cái trên YouTube, tôi hay hỏi thăm xem là có ai làm các cái video về chia sẻ kiếm được tiền không. Tôi cũng có giấc mơ, tôi cũng tưởng là dễ nhưng mà cũng không phải đơn giản. Nhiều cái video người ta chia sẻ thì tôi thấy đa phần họ chia sẻ cũng rất là thật về cái, họ mở hẳn cái phần mềm YouTube Studio ra, xong rồi họ vào cái phần mà đánh giá về cách kiếm được tiền của mình đó, thì chia sẻ những cái đó đâu có phải nhiều đâu. Những cái kênh có độ lượng view lượng sub nhá, lượng đăng ký độ khoảng từ 1.000, tức là được điều kiện bật kiếm tiền này, và trong kênh thì chia sẻ ví dụ như là chỉ có 1-2 nghìn view trên một video chẳng hạn, cho đến vài chục ngàn view, 10-20 ngàn view, số tiền nó ít lắm, nó không đáng bao nhiêu đâu, chỉ rơi khoảng vài chục nghìn cho đến vài trăm nghìn đấy. Tôi không nhớ kênh nào, các bạn có thể lên YouTube, các bạn có thể tự gõ tự tìm, tôi đã tìm rồi. Có những kênh lớn, những kênh lớn đấy, thì họ chia sẻ những cái video cũng vài trăm ngàn ca view trở lên đấy, cũng cho xem trực tiếp, quay xem, nhưng mà tôi thấy cũng không đáng là bao đấy. Và một cái nữa mà các bạn nếu xem đến phút này thì các bạn có thể tìm trên YouTube giống như tôi, và tôi khẳng định với các bạn là các bạn có thể tìm được nhiều cái video như vậy. Đó là việc người ta kiếm tiền trên YouTube ấy, thì không phải từ quảng cáo mà là từ việc mà chính bằng hình thức kiếm tiền online, tức là có cái kênh YouTube của mình này, với số lượng người đăng ký tương đối này, từ vài chục ngàn người xem, người đăng ký cho đến vài triệu người chẳng hạn đấy, thì đằng sau của đó là những nhà quảng cáo
đấy, những nhà quảng cáo chứ không phải YouTube gắn, mà là những nhà quảng cáo đó, họ những doanh nghiệp đó họ kết hợp với lại cái kênh YouTube nổi tiếng đó để họ gắn quảng cáo vào trong cái kênh YouTube trên các cái video của họ. Với cái hình thức này thì người ta sẽ nhận được tiền quảng cáo trực tiếp. Đấy là một cái cách kiếm tiền mà thấy thấy họ chia sẻ như vậy mà mới được nhiều tiền. Đấy, số tiền có thể người ta ký hợp đồng lên tới độ vài chục triệu trong một tháng. Đấy, với điều kiện như nào đó thì tôi cũng chưa nắm được. Đấy, có thể là một ngày phải đăng một video liên tục chẳng hạn, thì thằng YouTube nó sẽ tự nó quảng cáo. Đấy, hoặc là nó sẽ lấy cái quảng cáo của cái doanh nghiệp đó để gắn cho cái video của kênh đó để xuất hiện thường xuyên liên tục nhiều người xem. Đó là một cái kênh thứ hai mà những người làm YouTube mà họ có khả năng mà buôn bán các sản phẩm hiện có trên của bản thân họ đó, thì họ quảng cáo trực tiếp luôn trên kênh YouTube của mình. Ví dụ như là họ có thể là buôn bán về các cái sản phẩm mỹ nghệ này, buôn bán về đá này, buôn bán về gỗ này, buôn bán về tranh này, buôn bán về kể cả hàng của một người nào đó yêu thích, ví dụ như là câu cá, đồ câu. Đấy, những cái kênh đấy thì họ vừa được người thuộc diện thích xem, họ xem video, đồng thời họ lại qua cái video thì họ lại đặt số điện thoại đấy, thì người ta có thể lưu số điện thoại hoặc gọi đến số điện thoại để đặt mua những sản phẩm mà họ vừa quảng cáo trên chính video của mình. Đó cũng là, tôi thấy cái cách đó thì người ta kiếm tiền rất là dễ và bán rất là bán được hàng của mình luôn, lời thật việc thật. Và trong đó tôi nhớ có một cái kênh cũng nổi tiếng lắm, anh này buôn chó. Mỗi một con chó anh ta bán được là khoảng 1.000-2.000 đô. Đấy thì anh ấy bảo là đây anh chia ra thành 3 cọc tiền, đây một cọc này là khoảng 10 triệu, anh ấy nói thế. Chỉ để là tiền quảng cáo của YouTube, vì kênh của anh cũng rất là lớn, có lượng xem mỗi lần video lên tới 300-400 hoặc là 500, nửa triệu đến 1 triệu view. Đấy thì họ bảo đấy, làm YouTube nó chỉ được bằng ngày thôi, nhiều thì khoảng 5-7 triệu, 10 triệu. Còn cái thứ hai là đây, tiền này nó khoảng 25-30 triệu một tháng, là đây là số tiền, này là số tiền để mà kênh, các cái nhà quảng cáo thì liên hệ trực tiếp với anh ấy để đặt anh ấy quảng cáo trên video của bạn của chính mình. Và số tiền này tiếp theo là 5-70 triệu, có thể là một cọc, tôi thấy hai cọc 500.000 thì chắc là nó rơi vào khoảng 100 triệu gì đó. Thì anh nói rằng đây là cái số tiền mà anh kiếm được từ việc anh bán chính sản phẩm của mình. Đấy, thì thấy có thấy rằng là cái việc kiếm tiền quảng cáo YouTube là có thật, nhưng chúng ta cũng phải hiểu chính ra là quảng cáo từ YouTube nó đặt lên cho các video của ta là một cách kiếm tiền, quảng cáo từ các nhà quảng cáo liên hệ với ta là một cách kiếm tiền thứ hai, với kênh là một cách kiếm tiền thứ hai, và quảng cáo chính cho bản thân mình và bán các sản phẩm mình có để mà kiếm được tiền. Đấy, thì đấy cũng là một ba cái hướng, ba cái cách để mà kiếm tiền trên YouTube. Nói như vậy nó mới đúng hơn, chứ còn nếu mà từ quảng cáo mà YouTube nó cài vào cho kênh, cho các cái video của ta khi đủ điều kiện, thì tôi nghĩ rằng là nó không được bao nhiêu đâu. Đấy, đấy là một cái chia sẻ. Ôi, đã 14 phút rồi, làm đến đây chắc không ai đọc nữa rồi, không ai nghe nữa rồi. Thôi, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc. Các bạn nào quan tâm, các bạn có thể comment phía dưới, có thời gian thì tôi sẽ tương tác với các bạn. Các bạn nào không quan tâm thì cũng không sao, bỏ qua video. Và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Chúc bạn nào đã được xem video này thì có một định hướng rõ ràng trong cái việc phát triển kênh YouTube của chính bản thân mình. Chúc các bạn thành công trên con đường kiếm tiền online, và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào.